Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Và ở tập trước đó các bạn thì mình cũng có đi săn thêm mấy con boss, đánh thêm mấy con boss ở chỗ đánh boss á. Thì mình lại tiếp tục nhận được thêm hai cái vật phẩm summon mới các bạn, như là con Spino nè. Con Spino này thì nhiều bạn nói là có cái hai cây súng ở trên lưng bạn, rất rất là mạnh luôn á. Với lại một cái con bướm nữa. Con bướm này thì cũng mới nè, mình cũng chưa biết nó ra làm sao nữa các bạn. Với lại mấy con ha, mấy con này mình có rồi, chủ yếu là hai con mới thôi các bạn. Cho nên là để đỡ tốn thời gian thì trong thời gian giữa hai tập mình quay trở lại khu núi lửa, mình bắt một cái con em đô đô quay vòng các bạn. Phía bên đây một con nữa là hai con luôn ha. Hôm nay thì mình sẽ để coi hiến tế con nào trước bây giờ các bạn. Chắc là hiến tế sử dụng con bướm trước đi ha. Rồi còn ở phía bên đây luôn các bạn. Con này thì cũng lấy yên cửi ra luôn để dành mình nghiền nữa thôi các bạn. Và kích hoạt lên một cái thì cũng có hiệu ứng điện các kiểu nè. Con bướm này thì chà 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 bự dữ vậy nè. Ồ, con bướm này giống giống như con bướm ở bên khu vực sa mạc nè các bạn, nhưng mà kích thước của nó thì khổng lồ luôn á, cánh của nó đẹp ghê luôn nè. Con này đánh thường nè, chuột vải nè, chuột vải của nó là hạ bom xuống dưới nè, khó nhìn quá. À, kìa 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 kìa, thấy rồi kìa các bạn. Hình như là đánh bom độc xuống phía bên dưới á. Ở bên đây thì có rất là nhiều những con Engen nè, đào để mình qua mình thử luôn các bạn. Thử sức mạnh con này thì sau khi summon xong thì cũng 1779 luôn. Bây giờ thì mình sẽ thử với con T-Rex của Vanilla thử nha, chuột phải một phát. Đó, liền cái chiêu này là giống như kiểu thả bom độc xuống phía bên dưới ha, làm cho mục tiêu bị chảy máu ha, hay là do nó bị con gì cắn ha. Con T-Rex nó đang bị chảy máu kìa. Chắc là do bị mấy con cắn đó chứ thả độc mà làm sao mà bị chảy máu được. Ồ, bị chảy máu thiệt các bạn. Mình thả bom xuống là nó bị chảy máu hết à. Thường cái chiêu này sẽ chảy máu theo phần trăm á, nên đánh mấy con mạnh mạnh máu nhiều nhiều chắc là ngon lắm. Và liên tục thả bom độc xuống. Cái chiêu bom độc này của nó thì có thời gian cooldown, nó không có spam liên tục được. Còn cắn thường á thì 70 76.000 đam cho một hit. Về đã dành thả bom xuống biển chắc là ngon á. Dưới biển có cua cái kiểu dưới nè. Spam chiêu thả độc xuống. Rồi chỉ ít. Oh my god, chiêu ít của nó là có khả năng phóng điện đó các bạn. Đây 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 đây, chích điện thôi. Chích điện xuống dưới biển nè. Nhưng mà chi chích điện này thì đam không cao lắm đâu anh. Đam cũng thuộc dạng thường thôi à. Chích thẳng xuống biển này gọi là chích điện nè. Rồi chiêu C cần cho anh. Oh, chiêu C các bạn, chiêu C cũng là chi chích điện luôn anh. Chiêu ít của nó cũng cũng là chi chích chích điện luôn. Vậy là con này có hai chiêu mà chích điện giống y nhau hết à. Chiêu C cũng 1.000 mấy đam thôi các bạn. Còn chiêu ít thì cũng vậy luôn, y chang nhau mà. Chỉ có chiêu đánh bơm là khác khác một chút thôi à. Ở đây có mấy con cá mập nữa nè. Thả bơm xuống một phát. Cứ bay ngang qua là thả bơm xuống. Này gọi là bơm thối á. Thả qua mấy con đó là dính hết rồi. Nó tạo ra một cái khu vực bị nhiễm độc. Cái mấy con đó bơi vô thì nó bị dính hết. Bị chảy máu nữa chứ. Ngon á. Cái con này chắc phải tìm con gì đó nhiều nhiều máu đánh thì mới hợp lý được. Như con này thì bay gần là bị dính đam luôn các bạn. Đang kích hoạt cái chiêu bơm độc này là bay gần là tụi nó bị dính đam hết luôn á. Coi đây, mình thì xuống có bị sao? À không sao hết các bạn. Là đứa mình chở đậu xuống mình ngắm nhìn em đó một chút coi. Bắt cái ông già nè. Đúng rồi, giống y bên khu vực sa mạc luôn các bạn. Chỉ có điều là cánh của nó giống con cái con gì trong cái mod Kaiju đó các bạn. Mocha nè, đúng rồi nó cũng tên Mocha nè. Nhưng mà cái thân hình của nó thì khác ha, tròn xe luôn. Nhìn nó xưng ghê luôn á. Kích thước rất là bự. Chà con này chắc là phải cần phải làm một cái sàn riêng biệt cho em nó nữa rồi các bạn. Mấy con bự bự vậy nữa. Lát rồi còn có cả con Spino nữa chứ. Spino nó mạnh á, cho nên sẽ thử sức mạnh sau đi. Còn trong ngày hôm nay sẽ xuất hiện rùa nhiều dữ vậy nè. Sử dụng chiêu kích điện một cái. Kích điện này được 1.400 á. Chết con này không chịu nhơi hết rồi. Ôi, 150.000 máu. Đây, thả bơm xuống các bạn. Máu nhiều thì mình sẽ sử dụng chiêu thả bơm xuống để bắt đầu cho nó chảy máu. Chỉ có 6.000 đam một hit thôi, nhưng mà máu của nó thì tuột xuống rất là nhanh và rồi chiêu chảy. Chảy máu, hiệu ứng chảy máu. Quá wow, trời rùa với anh đây. Và đói quá, đói quá. Mình cứ liên tục bị đói thôi các bạn. Rồi bây giờ thì cho nó lên tốc độ chứ một cái đi ha. Rồi, xương xương tốc độ thôi. Rồi phần còn lại thì mình sẽ cho vô phần đam. Và có yên cưỡi nữa nè. Cũng có công thức chế tạo luôn, giống như một cái bàn chế tạo di động. Thử xem coi chiêu kích điện có ảnh hưởng bởi chỉ số đam của nó không, với lại chiêu thả bom độc của nó nữa. Thả bom độc trước nha, thả bom độc một phát nè.
Wow, bây giờ thả một phát thì lên mấy chục ngàn đam rồi các bạn. Một phát một đi luôn con rùa. Và chiêu thả bơm này còn có khả năng lấy được cả, hình như lấy được thịt luôn đó. Tự lấy được thịt luôn các bạn. Hay là con kình kền nó ăn. Hình như con kình kền nó ăn chứ không phải mình lấy. Cũng lấy được này các bạn. Vậy là có thể tự lấy thịt được bằng cái chiêu phép luôn. Giống giống như con ngựa pháp sư của mình á. Mặc dù sử dụng phép nhưng mà cũng có thể lấy được cái thịt từ xa được luôn. Con này cũng như vậy. Và xem coi, chích điện thì bây giờ lên 4.000 đam một hit. Nghe tiếng con... đây 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 đây. Nghe tiếng các bạn, nghe tiếng con cóc. Đây là hàng gì? Đây đây, con này thì thả bơm thử nha. Thả bơm con này thì chắc là nó sẽ không tấn công mình được đâu. Rồi đây đây, đây rồi. Khắc tinh của con cóc đây rồi các bạn. Nhưng có vẻ như không xin nhơi ăn. Con cóc này nó kháng hiệu ứng rồi. Đánh nó không xin nhơi, nó không có hiệu ứng chảy máu. Và chích điện thì được cái là rỉa máu được. Có vẻ không xin nhơi lắm. Trời ơi, nó kháng hiệu ứng, phải có hiệu ứng thì ngon quá mà nó kháng mất tiêu luôn à. Quỷ cốc thì được anti pass nè. Chơi đánh bơm, mình sẽ kết hợp hai chiêu vừa đánh bơm vừa hả, vừa chích điện đó. Không xin nhơi lắm. Ví dụ con này đánh mấy con này kháng hiệu ứng không hợp lý rồi. Rồi, đi vòng vòng ở phía bên đây luôn các bạn. Để xem có con nào để mình thử sức mạnh đó không. Qua phía bên khu vực đầm lầy luôn một cái. Bên đây có mấy con nha. Alosaurus hả? Bay ngang qua và thả bơm. Bập 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 xuống dữ. Ok, em nó ra đi hết rồi. Con Titan này hả? Titan này hụt dạng máu cũng nhiều nè. Thả một cái cho xem coi có hiệu ứng không. Con Titan thì dính hiệu ứng luôn nha. Nó đánh mình thì 7.000 đam một phát á. Mà nó cắm bay luôn á. Ồ, Titan này nó đánh mình cái một phát rớt xuống đất luôn á. Mình thả bơm phát rồi. Chích điện đó. Kết hợp hai chiêu luôn. Không đau lắm đâu. Nhưng mà con này nó không mạnh lắm à. Con này chắc để làm kiển quá à. Nơi thả một phát. Chích điện một phát. Bây giờ chích điện một phát thì cũng 4.000 mấy. Thả bơm thì đánh thường đi. Đánh thường đam vật lý trụi 200 mấy các bạn. Ôi tính ra con này để dành đam vật lý vẫn ngon hơn á. Mấy cái chiêu đó chỉ để làm màu làm kiển thôi à. Chứ đánh thường vẫn ngon hơn. Ngon hơn cái con Karaken lần trước các bạn. Ken chút đánh cùng bắp quá với lại con cây nữa chứ. Con cây đúng kiểu làm kiển luôn á, để dành bảo vệ căn cứ thôi. Còn con này là đó, cắn thường thì vô đam hẳn liền luôn á. Vừa kết hợp hai chiêu lại với nhau rồi cắn thường vô nữa. Chích điện nè. Rồi, em nó ra đi luôn. Ok, lượng lượng lên trên này chắc chắn là có mấy Sabino dưới nè. Sabino hôm nay cũng có một con cột xanh đó nè các bạn. 1.500 luôn nè, giống mấy con căn cứ nhà mình nè. Nhưng mà cái bờ của nó thì màu xanh 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 dương ở trên ha, khác khác một chút. Nhưng mà màu của nó cũng lập lè dữ lắm. Đây chỉ còn là mấy con xịn thôi. Thôi bây giờ thì về để mình thử với lại cái con nha. Con gì quên rồi, con suy nớ bạn. Nhân vật chính trong tập ngày hôm nay là mình muốn triệu hồi ra để thử sức mạnh cùng với các bạn luôn. Còn con này thì bây giờ thì chắc là tạm thời để nó phía bên đây thôi. Mấy con T-Rex thì mình cho nó đi farm cái element slab để bên chỗ con boss Gigantes hết rồi. Hôm nay thì để em nói đó thôi. Còn con này thì trời mới về chưa có lót ra này các bạn. Nhìn thấy ghê quá anh. Nó phải vậy chứ. Mà bây giờ thì bỏ cái con em Vino vô ăn được hai con luôn hả? Rồi hai con hả? Hay là mình đi bắt thêm một con Dodo quay vành nữa các bạn. Bắt thêm một con Dodo quay vành nữa để mình lấy mình thử cho nó sinh sản thử được không? Con này thì có khả năng bật cái tính năng sinh sản nó lên nè. Và nhìn nó đúng chiến luôn các bạn. Thôi nè, giống kiểu như được trang bị công nghệ test hiện đại vậy đó. Cái chim của nó có hai cái bơm, hai cây súng gì đó. Còn trên lưng nó là hai cây súng. Đầu của nó cũng được có thêm hai cây súng nữa nè. Rồi con này thì đây rồi. Lên và trang bị yên cưỡi cho em nó luôn. Lại xuống biển luôn nha. Đây rồi, đi xuống biển luôn. Con này thì đó đó đó, chuột phải của nó các bạn. Bắn cái gì á? Chứ chuột phải của nó xuống nước bắn không được, phải lên trên bờ kìa. Đây rồi. Wow. Ôi nó nổ ra nữa nè. Mặc định của nó là 100 mấy chục ngàn đam rồi, 190 mấy ngàn đam đó. Đủ một dạng mạnh trong cái boss của bóp á. Gần ít. Cái gì vậy? Bắn cái cây súng gì á. Bắn cái cây súng ngay chỗ cái đầu của nó. Còn khi phê cái gì đây, tạo ra một cái quả cầu năng lượng bảo vệ hay gì nè.
Hình như... Ủa? Cái quả cầu năng lượng này làm mất máu một tiêu luôn, cái con sói nó bỏ chạy rồi kìa. Nó sợ quá, nó bỏ chạy luôn rồi. Để thử lại ta. Chiêu này là chiêu V các bạn, chiêu V nè. Chiêu này để dành khi mà mục tiêu nó bị... Nó tấn công mình dữ dội quá, nó quay quanh mình á, thì mình sẽ sử dụng. Đó, nó sẽ bị dính vô cái vòng á, là sẽ bị mất máu đi anh. Nhưng mà đam không cao đâu. Đó, chiêu này là bắn. Đó, chiêu này bắn cây súng trước đầu nè. Có cần canh chân ngay không? Cao cao lên chút, thấp xuống chút, rồi bắn còn hụt thôi nha. Đó, trúng một phát thì được 46.000 đam. Tính ra cái chiêu chuột phải vẫn ngon hơn á. Sử dụng cây súng canon ở phía đằng trước. Đó, con T-Rex thì hiện nhào vô, bắn nó còn nổ AOE ra phía bên ngoài nữa mà. Nguyên một cái khu rừng là đi hết luôn á. Đây bắn vô mấy cây nè. Con này thì nó không có khả năng đứng dậy được. Nó chiêu chuột phải của nó là bắn súng mất tiêu rồi. Con này đi chậm quá. Ui, lên tốc độ nhanh nè. Và cũng như vậy thôi các bạn, lên sức mạnh cho em nó để thử luôn nha. Cộng hết kìa luôn. Máu mấy con này sao mình thấy nó giống giống nhau hơn. Cứ summon là 400.000 máu hết à. Và level của nó thì cũng mặc định như vậy, y chang như hết. Còn dưới này thì Rhino hả? À con này con Reaper. Reaper này thì giảm đam rồi. Bắn nó được có mấy ngàn đam nổ nổ nè. Rồi à. Cái chiêu cây súng nó cũng không spam được. Mod này thì nó hạn chế không cho spam chiêu á. Spam chiêu thì OP quá cho nên nó hạn chế là bớt. Mình phải kết hợp giữa chiêu ít bắn với lại chiêu chuột phải. Đó, 400.000 đam rồi. Con này có vẻ như là mạnh nhất ở trong cái số mấy con chiến binh của bánh múp rồi các bạn. À, mấy con của múp múp á, mình thấy đánh thường đa số là đam vật lý thôi chứ còn mấy cái chiêu nó không mạnh lắm. Còn con này thì có chiêu chuột phải mạnh rồi. Bắn một phát. Đó, 400.000 đam. Bây giờ thì con này mình thấy là chắc là có thể chơi được với lại con cốc ở phía bên này á. Để trở lên thêm một chút sức mạnh đó đi anh. Mới có được có 6 mấy điểm sức mạnh rồi đó. Và bắn một cái anh. Hình như đam rồi. 400 mấy. Lên đam liền luôn á. Lũi lũi với con sông này để mình xử hết. À mã đồ nè. Mấy con đĩa đồ xử hết. Em đi. Đó. Qua phía bên đây là nghe tiếng của con cốc liền. Đứng ở phía bên này để mình nè. Canh lên trong ngay rồi vậy rồi phát đó chúng rồi nè. Thêm một chiêu chuột phải nó bòi vô. Đứng ở bên đây mình bắn qua phía bên kia luôn. Ở đằng sau con gì bự dữ hả? Không có con gì bự chân giáp bá sau lưng nó chết luôn rồi. Và để góc nhìn thứ nhất đây nè. Và chuột phải đó. Cái chiêu bắn chỉ xê thì có thể spam liên tục được. Nhưng mà chiêu chuột phải bắn tên lửa bự thì lâu lâu mới bắn được một lần. Rồi chiêu này hả? Kích hoạt quả cầu năng lượng. Có thể để được gần mới được. Và em nó sắp rửa ra đây rồi các bạn. Hình như nó có khả năng đánh mặt lùi hay sao á. Con cốc nãy giờ nó chưa qua tới phía bên đây mà nó đã sắp hết máu rồi. Ngon vậy. Là đến qua phía bên bển mình chơi nó. Ui ui. Ồ chạy nhanh quá. Khi mà đụng cục đá thì ui nó bị gì rồi. Nó bị gì nó bay luôn. Tốt tốt có phía bên trên luôn á. À không bị tính đam, không bị tính đam. Và bây giờ thì bắn cái chiêu này đó. Có bật lùi không? Ừ, không bật lùi. Nhưng chiêu chuột phải thì bật lùi nha. Rồi có bắn gai kìa, quỷ bắn gai. Bắn nhiệt tình thì sợ không? Vậy là chiêu chuột phải của nó bắn cái canon bật lùi á. Còn chiêu này chỉ bắn thường thôi. Bắn như đạn test nhỏ thôi. Cũng được 100 mấy chứ bộ, đâu phải dạng dừa đâu. Đó, 114 đam nè. 114.000 chứ. Đang đi thì mình thấy ở phía bên kia các bạn có một con Phantom Cano nè. Còn dưới này thì có một con Cano, Cano phóng điện nè. Cano phóng điện thì chắc là giống với con T-Rex phóng điện rồi. Cho nên thôi mình sẽ không bắt nó đâu các bạn. Tử em nó luôn, chắn thường cho nó một phát. Còn phía bên đây là con Cano. Con Cano này mấy trăm ngàn máu lận. Cho nên phải sử dụng chiêu chuột phải. Nã cho nó một phát. Ok. Xem có xuất hiện con mới không? Gigan vàng. Rồi bắn một phát em nó chết luôn và không thấy con mới xuất hiện nữa. Ừ, chết cái mất tiêu tuyệt ngồi luôn rồi. Ở ngoài này thì có con gà lôi này các bạn. Đây gà lôi này thì trà mạnh dữ nha. Bắn cho một phát farm con gà lôi này luôn các bạn. Đó sử dụng kết hợp chiêu hức tầm lum tầm la như hết. Để ly con này 3 triệu máu lận. Tự em nói được luôn. Và trang coi lên được. Ủa 8 mấy cấp nữa các bạn. Chắc là phải cho lên thêm một chút máu đây. Ui con này hồi phục cực nhanh luôn á. Cho lên khoảng tầm 1 triệu máu thôi. Rồi phần còn lại thì tiếp tục vô phần đam cho nó em nói luôn. Để mình tiếp tục đi dọn dẹp khu vực này.
đánh mấy con linh tinh nãy giờ cũng lên được cấp nhiều ghê chứ. Và bên đây có cái gì nổ nổ ghê vậy? Ui, ô một con gì á, con nhện hả? Hồi nãy mình qua bên đầm lầy mình đâu có thấy đâu ha, toàn là thấy mấy con xịn đâu á. Bây giờ tự nhiên quay trở lại thấy con này, con này là con boss nè. Ui có thể tem được luôn các bạn. Ui 115 triệu máu. Khoan, con này thì cưỡi con này không có sử dụng súng được các bạn. Bây giờ chắc phải đem con bờ te của mình qua mình chơi nó mới được. Nhìn chiến quá. Con nhện nó giống như kiểu con nhện tép vậy đó. Bờ te của mình qua. Hai bờ te của anh nói chắc là làm cho nó một phát một là chắc là đi. Con này thì mình sẽ cho phần chất cơ vô luôn. Lát nữa có gì hỏi mất công đi tìm nó. Lát tôi bấm phát một. Nó tên gì? Thumbi nha. Vine các bạn. Vine chứ không phải Spino. Con này để ở đây đi. Mình quay trở lại. Con này không biết nó ăn cái Garden Keeper không? Ủa? Đây. Nó dưới này nè các bạn. Ăn cái Phantom Keeper hả? Hồi trước giờ mình chưa bao giờ chế tạo cái Phantom Keeper này luôn á. Là con này thì một phát. Ủa tăng turbo lên kìa. Ống turbo nó tăng kìa. Ok, em nó đã xỉu rồi các bạn. Bây giờ thì xuống để thử nghiệm luôn. Khu vực này cũng an toàn nha. Nhìn nó giống như con nhện tép vậy đó. Level 1008. Có cái đầu con đô đô. À, vậy trong cái bản mod Paranoid rồi. Bên đây có mấy con cừu. À, của con Namelet. Chưa có thử gì hết à. Bây giờ thì thử nghiệm. Nếu mà trong bản mod Paranoid thì thường là mình sẽ có thể thu phục được luôn bằng cái đó, thiết bòi nè. Ok, và lên cưỡi liền. Cưỡi liền được luôn. Con này thì sao khi thu phục xong không có yên cưỡi ăn. Tarantula các bạn. Tarantula là cái con nhện này hả? Thực phải thử gì cái ha. Cái gì vậy? Bắn nước bọt ra hay sao á? Cái chi ít. Ôi, đây rồi. Cái chiêu gì tím tím á. Phan đã. Cho con bờ te về căn cứ trước đi ăn. Con này thì để đây lát nữa mình quên mất á. Còn con chị đâu thì chắc chắn là sẽ không quên được rồi. Còn con này thì đi xuống phía bên dưới. Con này máu nhiêu đây? Ui máu nó nhiều lắm, hình như 16 triệu máu thì sao á. Hay là 100. À 100 mấy đó các bạn. Ôi 100 mấy chục triệu máu hả? Trời ơi. Khủng khiếp quá vậy. Vậy là con này của boss Paranoid rồi. Mấy con máu nhiều vậy nè. Mấy con này OP lắm. Đa mặc định của nó ha. Bây giờ thì thử chiêu chụp phải lần cả cái. Ừ, chiêu chụp phải nó bắn cái gì á. Còn chiêu này là QC là ra cái gì đó tím tím ở phía đằng trước mặt của nó. Để bắn cho thử con Spinner trên này. Không thấy có hiệu ứng. Chỉ được có ba mấy ngàn đam ha. Đam vật lý của nó vẫn mạnh hơn. Còn chiêu C không có. Trần tròn. Đây. Đó. Chiêu bắn nha. Được 150.000 đam. Chiêu này bắn AOE rồi. Rê qua nè. Mà con này vậy mà không nổ chúng nó à. Nổ hói mịt mù vậy mà em nó đi lại như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bên đây có mấy con rắn rết được thôi. Chơi qua vậy là đi lia trong này có thể xuất hiện ra được thêm mấy cái con quái vật xuất hiện ở đầm lầy nữa nha. Như con nhện rồi nữa. Bên kia mình thấy có ống máu con gì nữa kìa. Sao hôm nay xuất hiện tùm la bên đây hết vậy. Con này bị dướng díu quá. Đi hơi bị dướng quá. Ống máu con mình đó. Lại góc nhìn thứ nhất thì không thấy gì hết à. Con Ender. Ủa con này tên giống con Sabino. Đúng không, con Sabino các bạn. Ồ giống con Sabino của mình. Con này nó ghi là The Gap Random một cái gì đó nè. Nhưng mà nó lại là nó tem rồi, không có thể tem được. Vậy là con này chỉ để đánh thôi hả. Nó giống con Sabino nãy của mình đang cưỡi các bạn. Nhưng mà phiên bản là không có tem được. Chỉ là nó thuộc dạng con boss hoang dã rồi. Tôi thử mấy con linh tinh nó phía bên đây cái. Rồi lên sức mạnh các bạn. Con đó nhìn cái ghê lắm. Máu của nó thì 212 triệu máu. Ôi bạn đã. Con này máu nhiều sẵn nha. Thêm tốc độ một chút thôi. Rồi bây giờ thì lên cho em nó sức mạnh các bạn. Để vô nhìn chiến với con kia. Con kia nó hơi nhiều. Cho nên phải lên sức mạnh nhiều một chút. Mấy con của boss búp nó nhiều thì máu hay đó. Vậy đó các bạn, nhưng mà nó đánh ghê lắm. Cho nên là phòng ngừa chắc chắn nè. Vào chơi nè. À đây rồi. Cái giọng là con nhện của mình nó xông ra đi luôn nhá. Đánh thường một cái nè. Ây da.
đó 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 đó. Oh man, ai da, ai da, ai da. Oh no 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 no, chạy 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 chạy. Cái chiêu quả cầu của nó hồi nãy giống như của mình đấy các bạn, nhưng mà nó mạnh lắm, một phát nửa cây luôn á. Ai da, không được không được. Ồ, nó còn bắn mình nữa nè. Ồ, y chang cái chiêu nãy mình sử dụng luôn á. Kìa, chiêu cái súng canon á. Còn nếu như mà mình đây mình bắn nó thì uống máu vô cái, uống máu vô cái, ghê quá. Ôi bắn nó không xuyên ơi. Cái chiêu này bắn không được rồi, chạy. Con này mà chạy chạy một hồi nó dướng cái là xong luôn. Không được rồi, mạnh quá các bạn. Con đó chắc là boss của ba của búp rồi, chứ không phải ba Danoi. Đây con Sabino giúp y cái con Sabino nhà mình luôn mà. Đây xử hết, ủa con đĩa nữa nè. Mình đang dự định bữa nào mình làm một tập bắt mấy con gớm biết gì con đĩa nè các bạn. Đó, đây thử sức mạnh các bạn cùng xem, nhưng mình bữa giờ lo tập trung vào mấy con boss quá. Cái này có còn Sabino nữa. Giờ làm sao giờ? Cái chiêu này mà chưa thử được nè, đây mình sẽ thử với con Phantom bên dưới này luôn ha. Cái chiêu chuột phải bạn, nó giống kiểu phun nước bọt rồi đó. Thử rồi à, làm cho mục tiêu bị dính tơ à. Chiêu giống giống kiểu chiêu bắn tơ á. Mà thử con này chưa ơi. Bây giờ ôi có con Tabejara. Tabejara cái con này là hệ Phantom luôn nè. Đánh luôn, đánh luôn một phát. Ôi 1 triệu đam hả, 1 triệu đam thì không thành vấn đề với con kia rồi. Nó vô nó dồn ghê quá à, không được. Chắc là phải đem mấy con rồng của mình qua chơi nó mới được, hoặc là mang ti co á. Lui 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 một cái á. Rồi nói chung mà có chiêu mà kiếm tím nhưng mà thấy không có sức mạnh lắm. Có được mấy chục ngàn đam á, đã vậy còn không có hiệu ứng gì nữa chứ. Thử lại phải á. Chiêu nổ nổ nè. Rồi bắn toàn hộp thôi. Cao cao lên chút. Không trúng luôn nữa. Đây, 16,000 đam á. Nổ nổ cũng nhìn cũng ngầu á mà không đam, cũng không cao lắm đâu. Bắn lần cái, trời ơi kìa. Bắn gần vậy luôn mà không trúng. Thôi, cho em nói về với căn cứ mới được. Đem con rộng mình qua. Rộng mình vẫn là tốt nhất. Đây, rồng hoặc bơm 52 qua các bạn. Để chơi với em nó sẽ hợp lý hơn. Ok, bye bye. Còn bây giờ thì chơi con bơm 52 của mình nè. B52 của mình qua các bạn. Đại rồi. B52 thì mạnh quá rồi. Con này thì máu phải phải. Để coi ra máu ổn không nè. 10 triệu máu à. 10 triệu máu có thể vô chết luôn á chứ. Cho nên là lên chút. Rồi. Lên thêm phần đam. Đam của nó mới còn 100+ điểm thôi các bạn. Uống bình máu vô một cái. Rồi. Lẹo lên phía bên trên để coi coi. Nó đâu rồi. Nó nãy đâu đó gần gần chỗ này thôi. Lèo lên trên núi, đứng trên núi lấy lại thế nè. À, ở phía đằng trước thôi. Lướt qua. Đó. Rear bơm. Ôi ôi. Và oh man, nó chết rồi hả? Hình như nó chết luôn các bạn. Một phát ngọt chết luôn hay gì á. Phải không? Mất tiêu trên bản đồ rồi kìa. Trời ơi, một phát chết luôn á. Và hồi nãy nó ghi là nó sẽ drop cho mình một cái gì đó. Cái kêu drop random. Drop random. À đây 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 cái xác đó nè. Ui mấy con rắn trắng chết rồi. À thấy cái túi đầu rồi, thấy cái túi đầu rồi. Xung quanh đây thì chỉ có mấy con Sabino hơi nguy hiểm một chút thôi. Nhưng mà chắc nó không thấy mình đâu. Kẹo rớt tùm lum tùm la nè. Và trong này thì à, một cái quần công nghệ test các bạn. Rớt cho mình ngẫu nhiên một cái quần công nghệ test. Trời ơi, 7,000+ giáp ha. Và một cái này cái gì đây? Cái này hình như là công thức để chế tạo ra hình như con Sabino luôn thì phải. Mình thấy trong cái bộ công thức trong này nhiều lắm các bạn. Có cả con này nè. Đó, mấy con Sabino nè. Đây nè các bạn. Còn có kết hợp cái vật phẩm mới nhiều nhặt được với lại tất cả những cái nguồn năng lượng của những con boss như là Dodo quay vành, Dodo Red đồ này các bạn. Rồi Mantico nè, mấy cục nguồn năng lượng nè. Kết hợp lại mới có thể có được con này. Nhưng mà con này mình cũng có thể có được bằng cách đó là đánh những con boss của cái cây cột thì cũng ngẫu nhiên có được con đó luôn. Cho nên đánh cho nó đỡ tốn thời gian chứ. Con này thì đào quay trở lại với con kia một phát. Vậy cứ chỉ cần đi lia vòng vòng khu vực đầm lầy hết bạn. Để có mấy con Sabino á. Ngoài ra thì nhận được thêm một cái công thức chế tạo yên cửa cho con Phượng Hoàng đó. Phượng Hoàng này mình chưa thấy bao giờ luôn á. Chắc phải đi qua bên khu vực núi lửa quá. Đánh mấy con đó thì nhận được thêm mấy cái kiếp bò nữa nè. Có cái quần test nữa. Quần test thì để mặc vô thử xem nó ra làm sao đây. Wow. Quần test này nó kiểu như nó màu trắng á. Nó như có hiệu ứng sao. Đó công dụng chạy nhanh đó.
Đang có element. À đây có element nè. Bỏ vô. Ui nó không cần năng lượng luôn. Lâu quá không sử dụng cái quần. Cái quần công nghệ test. Đây rồi, vẫn có thể chạy nhanh nè các bạn. Chạy nhanh còn phụt lên phía bên trên thì không được. Cái quần này chắc để chạy nhanh thôi. Chưa có cái áo ăn cho nên chưa có phụt 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 lên phía bên trên được. Cũng như chưa có đấm được. Vậy là mỗi con nó sẽ rớt cho mình ngẫu nhiên một món đồ hay sao nè. Ngoài ra thì hình như là chỉ có mấy cái keeper thôi chứ cũng không có gì mới hết. Không có gì mới hết rồi. Chỉ có như vậy thôi. Và con Sibino nãy của mình, con kia thì nó đâu rồi? Bờ bi trong mình phát. Đây đây đây, nó đây nè bạn. Đúng rồi chứ gì, nó giống y con kia luôn. Có cái chân ở dưới này có cái bình đỏ 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 nè. Đó. Con B52 của mình thì cho về với lại căn cứ 2 đi các bạn. Chờ đợi dính díu. Rồi bây giờ thì đi vòng vòng thử sức mạnh con này một chút. Con ngoài hoang dã nó thuộc dạng boss cho nó đánh rất là mạnh á. Con này của mình cắn một phát có mấy trăm ngàn đam thôi à. Con gì nó vô nó giả ngợp quá à. Xém chút nữa con nhện của mình đi luôn rồi. Dạ anh mới về bắt xong. Qua với lại có con nào nữa không? Không có rồi. Đi sẵn mình ly khu vực này luôn. Con này chỉ toàn mấy con chị email bình thường á. Tự nhiên xuất hiện hai con boss cùng một lúc hấp dẫn ghê. Bây giờ thì im ru bà rù luôn rồi. Còn là mấy con chị nâu trong này thôi. Đó, từ No Dream nè. Mà bây giờ mới để ý nha, con này xuống nước đi cực kỳ nhanh luôn á. Đúng là khủng long dưới nước có cá. Nó mà đụng vô chúng con gì đó là nó có thể bay lên phía bên trên, bay lơ lửng nha. Và mình sẽ lên phía bên đây luôn bạn. Trong này hay xuất hiện mấy con boss lắm. Giờ lửa lửa vô luôn, đó đó. Mới giờ thấy có gì nó nổ rồi nè. À, của con cano à. Đánh cano luôn. Đánh nhẹ nhẹ con cano quá. Để mình tìm phiên bản nha. Của con gigan vàng. Họ vẫn chưa chết hả? Thử em nó một phát. Rồi chưa thấy. Thôi ăn thịt nó luôn. Ăn thịt nó thì cũng không có luôn rồi. À, tiếp tục đi sau cho mày tìm nữa nha. Bên kia mình thấy có con gì vàng vàng vậy. À, con gà lôi vậy. Nó đang xài cái chiêu aura của nó. Bắn nè. Sử dụng quả cầu năng lượng này. Như quả cầu năng lượng này chỗ nào đông đông thì bật lên thì nhìn đam nó nổi lên rất là đã. Hay là như cái chỗ này nè. Bật lên một phát. À đang cooldown nữa hả. Cooldown thì sử dụng chiêu bắn bình thường thôi. Và bam liên tục cũng được. Và cái gánh vàng vẫn chưa có luôn. Đi vòng vòng nãy giờ bạn lên được thêm 70 mấy cấp tối nay tiếp tục cho nó tăng sức mạnh tiếp. Chắc là không đủ để tối đa chỉ số sức mạnh đâu. Nhưng mà tăng cho. Nào con này mình thấy cái chiêu mạnh nhất của nó là chiêu chuột phải. Chiêu bắn đây nè. Bây giờ bắn lại thì lên chịu đam không. Bắn phục mất tiêu rồi. Nổ cái tiêu nhỏ nhỏ ra thì không được bao nhiêu đam hết à. Lại rồi, một chữ mớt các bạn. Cũng được một chữ mớt chứ mà bắn thẳng vô người của nó ăn. Còn mấy tiêu nhỏ nhỏ nổ ra thì mấy chục thôi à. Còn chiêu quả cầu năng lượng này thì 40 đam, à 40.000 đam một hit. Kéo căng ra là banh sát mấy con gần gần hết luôn á. Và nãy đề đi vòng vòng sắp sửa trời tối luôn nữa rồi. Qua phía bên đây sắp sửa đến cái khu núi tuyết chỗ con boss Gigan nè các bạn. Mà không thấy cái con gì mới hết à. Đem em nói về tới căn cứ sắp xếp nãy giờ thì trời cũng đã sáng luôn rồi các bạn. Mình nè, đó, để vô bộ sưu tập của những con Spino của mình ha. Con Spino này mình sẽ gọi là con Spino công nghệ test đi. Nhìn nó kiểu như được trang bị súng ống hiện đại á. Con này có chiêu bắn rốc, bắn cây canon cũng rất là mạnh á. Bên đây con nhện này với con bướm của mình, mình để phía bên này chung với cái sàn của con T-Rex luôn các bạn. Con nhện này thì vô tình bắt được ở bên khu vực đầm lầy. Nó thì chắc là cũng gọi là con nhện công nghệ test luôn á. Với chiêu bắn nổ bùm bùm cũng ngon. Còn con bướm này thì được cái đánh đam vật lý thôi chứ chiêu của nó thì cũng không ngon lắm các bạn. Đam của nó thì không có mạnh bằng mấy con như kiểu Spino á. Spino là thấy mình mạnh nhất trong cái bản mod buff của hiện tại mình đang có rồi nè. Còn con nhện công nghệ test thì hình như là nó cùng bản mod với lại cái con rồng các bạn. Rồng này ha, với con Gagru nè. Với lại mấy con Hot Gengai đó. Cho nên máu của nó rất rất là nhiều luôn á. Mấy con này thì được nâng tối đa chỉ số máu lên tới 3 tỷ mấy. Còn con kia thì chắc là nếu mà nâng tối đa chắc là cũng thuộc dạng như vậy luôn rồi đó. Và hồi nãy thì mình có nghiên cứu các bạn. Trong lúc mình sắp xếp vào lúc buổi tối sắp xếp mấy con đệ á. Thì mình có nghiên cứu trong cái phần boss này nè. Trong này mình tính là lai tạo con Spino. Thì mình coi trong cuốn sách này thì mình thấy là nó ghi là không thể không lai tạo được các bạn.
chỉ có thể đi đánh boss và thu phục thôi anh, hoặc là chế tạo từ cái vật phẩm hồi nãy mình đánh được nè các bạn. Cái này nè, kết hợp với tất cả những nguồn năng lượng á thì mình sẽ tạo được một con để summon ra giống như con hình kia ha. Nhưng mà mình thấy là đi săn cái con boss ở trên kỳ cột đánh boss để tìm vật phẩm á thì nó vẫn ngon hơn. Và ngoài ra thì có nhiều boss trong này lắm các bạn, như con này mình có rồi nè ha, còn cái con trên này nè, đó con trên này nhìn giống như con cá dưới biển đó các bạn. Con này mình chưa có đây ăn, mình thiếu một con nè, con này mình có rồi, còn con này thì mình có rồi luôn nè, còn con trên này thì ngỏ một cái con nhện gì à, con này có bọ cạp gì đó nhìn cũng đẹp lắm nè, mình cũng chưa có ăn, vậy là mình thiếu hai con này mình có rồi nè, trên này thì cây mình có rồi luôn, con kraken mình cũng có rồi luôn, còn trên này là con titan, con này mình cũng chưa có các bạn, vậy là mình thiếu ba con nữa ăn. Chắc là sắp tới mình cần phải lên phía bên trên chỗ hu tuyết lấy cái cột đánh boss ra để summon đánh thêm một vài con boss nữa ăn, để xem coi mình có may mắn có được thêm những con chiến binh mới, những cái vật phẩm summon mới giống như là mấy cái vật phẩm như vậy không ăn, để đỡ phải sử dụng những cái như vậy để chế tạo tốn kém nguyên liệu dữ lắm luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì chắc là cũng phải tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm thật nhiều video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.